Ở đó một buổi chiều, hoàng hôn rất lạ. Ngồi cạnh cô bạn thân 8 năm, tôi cảm nhận mọi giác quan từ đôi tai, lắng nghe tiếng gió, đôi mắt nhìn bầu trời bao la, cái mùi mặn mặn của biển, đôi bàn tay nắm chắc bạn đồng hành và cả trái tim đang rung cảm trước cái đẹp. I was listening to the ocean. I saw face in the sand. Ở cái tuổi 21, ở hai cái cá thể khác nhau, chúng tôi vẫn nhận ra chúng tôi chỉ là một. Những tâm hồn đồng điệu cần được giải phóng mình bằng một chuyến đi. I had a dream I was 7, climbing my way in a tree. I saw a piece of heaven waiting in patience. Để được nói về Boracay, tôi đã từng được nghe qua những lời kể. Họ nói về một Boracay tươi đẹp, giản dị và mến khách. Những bãi biển xanh, những âm vang kỳ lạ, những cảm giác thú vị. Tôi đã từng ngồi đó nghe thật nhiều, nhưng rồi để được tới nơi này và trở về, tôi mới hiểu rằng chẳng có sự nghe nào có thể thấm đượm vào tâm hồn một hồi ức khó quên. Chỉ khi thật sự được đặt chân tới và trải nghiệm. Picture was a painting of you and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. Với chúng tôi, nói lại chẳng đơn giản là một con số. I kept running for a soft place to fall.